chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Vũng Tàu của tôi. Thì hôm nay mình mời các bạn của mình sẽ tham quan cũng như check in một điểm mới của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mới khánh thành vào đợt ngày 2 tháng 9 năm 2022. Công trình này là chào mừng lễ 2 tháng 9 nha các bạn. Xin giới thiệu các bạn là cây cầu ngắm biển Hồ Tràm thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn. Cây cầu này có chiều dài là 300m, chiều ngang là 10m. Đây là cây cầu đầu tiên của Việt Nam nha các bạn. Đây là cầu ngắm biển đầu tiên của Việt Nam và có chiều dài nhất của châu Á. Thì cây cầu này á thì tổng cộng nó có là 12 cái chòi nghỉ dưỡng, để cho khi mà người ta tới đây check in đó các bạn, thì có cái địa điểm để người ta nghỉ ngơi. Thì tổng cộng có 12 cái chòi, thì mỗi cái chòi nó sẽ có một cái phong cách riêng của cái chòi cũng như cách trang trí. Và trên cái nóc chòi các bạn thì nó sẽ có cái hình ảnh rất là đẹp, nó vẽ về những cái bức tranh 3D rất đẹp, như là hải sản, về cá, chim, về những con mực, những con cua, vân vân, những bức tranh rất là đẹp nha các bạn. Thì ở tại hiện tại thì ở dưới cây cầu ngắm biển Hồ Tràm này thì đã đưa vào hoạt động là 60 gian hàng. Thì ở đây thì buôn bán rất là nhiều nha các bạn, từ những món ăn, nước uống, những đồ mỹ phẩm, vân vân, rất là nhiều để phục vụ cho quý khách có nhu cầu khi mà tham quan ngắm biển Hồ Tràm. Thì thông báo thêm cho các bạn nắm là thì hiện tại thì cây cầu này đưa vào dịp lễ 2 tháng 9, thì cũng như các tất cả các dân địa phương cũng như trên thành phố Hồ Chí Minh đều về đây check in cây cầu, lượt khách rất đông nha các bạn. Hiện tại thì chủ đầu tư cũng như địa phương thì khách có nhu cầu tham quan thì cũng không có lấy phí, cũng như là giữ xe miễn phí luôn nha các bạn, chúng ta không có tốn đồng nào nha các bạn. Thông báo trước là chúng ta không có tốn phí vào cổng và không có tốn tiền giữ xe khi mà tham quan cái biển Hồ Tràm, cái cầu ngắm biển Hồ Tràm này nha các bạn. Cầu này có tổng trị giá xây dựng là 52 tỷ đồng nha các bạn. Thì thời gian mở cửa cũng như vận hành của đơn vị là 9 giờ sáng tới 22 giờ tối nha các bạn. Đó thì ở đây thì hiện tại cũng có bố trí là 40 chú bảo vệ cũng như an ninh cứu hộ trong vấn đề mà khi mà tham quan cũng như mà tham quan địa điểm du lịch tại đây, thì vấn đề an ninh thì rất là tốt nha các bạn. Thì cái cầu này thì có hai điểm check in rất là hấp dẫn. Thì ngoài cái cầu thì có hai điểm check in nha các bạn. Thì ở đây nếu các bạn xuống thì các bạn sẽ thấy cái nó sẽ điểm check in của tên của công ty và cái biển hiệu của tôi yêu Hồ Tràm đó, thì rất là đẹp. Ngoài ra thì vào buổi tối thì ở đây nó sẽ có thêm một cái nhạc nước nha các bạn. Ở đây sẽ có thêm cái nhạc nước để các bạn tham quan cũng như là chụp hình ngắm cái nhạc nước của khu du lịch Hồ Tràm nha các bạn. Thì ở đây rất là đầy đủ nha các bạn, như mình nói ban đầu là từ cái ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí, thư giãn trên biển rất là nhiều. Cái địa điểm cũng như các tiểu cảnh check in rất là hấp dẫn của huyện Xuyên Mộc. Thì sau đây xin mời các bạn cùng mình sẽ trải nghiệm tham quan thực tế là cây cầu ngắm biển Hồ Tràm dài nhất châu Á, cũng như là cây cầu ngắm biển đầu tiên của Việt Nam sẽ có những gì ha các bạn ha. Xin mời các bạn.
Thì vừa qua các bạn cũng đã
cùng kênh Vũng Tàu với tôi tham quan và cũng như hiểu được cái cầu ngắm biển Hồ Tràm thuộc địa bàn xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái clip của mình đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Xin thân ái kính chào.